sao chị lại ở đây? À, thì mình cũng đang tập thể dục để lấy sức chiến đấu cùng với Phong nè. Vậy mình cùng tập nha. Sắp gãy chân rồi nè. 51. Cố lên nha. 3. 54. 56. 58. 55. 60. 57. 62. 59. 16. Cố lên, cố lên. Tiếp đi, không được dừng lại, tiếp đi. Mệt quá. Mệt thở không ra hơi nữa rồi. Sao vậy? Tiếp đi. Tiếp thêm năng lượng đi nè. Đã quá. 18. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Mình mở cho chị nha. Ừ. Khoan, đợi chút đó. Chị làm gì vậy? Tên tên. Nè, mình mà không phát hiện ra, chắc là Phong để móng tay dài như cái rễ tre rồi mới phát hiện ra đúng không? Bấy lâu nay bận rộn với công việc quá mà, làm gì có thời gian mà cắt móng tay. Nên mình sẽ làm cho Phong ha. Phong đã cố gắng hết sức mình rồi. Những chuyện xảy ra là trường hợp bất khả kháng, nên Phong đừng có tự trách mình nữa. Xong rồi nè, đưa tay kia đây. Mình rất hối hận vì bấy lâu nay mình đã không hoàn toàn tin tưởng vào team biên tập. Dù sao á, thì Phong cũng đừng có tự trách mình nữa. Đổ lỗi cho bản thân làm gì. Phong đã cố gắng hết sức mình rồi mà. Mình biết rồi. Xong rồi, đưa tay lên kiểm tra nào. Ôi, bàn tay đẹp còn hơn là hồi xưa nữa. Ôi, ghen tị quá đi à. Coi bàn tay mình nè à. Xấu ơi là xấu luôn.